Bạn ơi, chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một cái chiếc xe đạp chưa đạt thiếu nhi, xe đạp địa hình của trẻ con đúng không ạ? Đây là cái chiếc xe đạp này, các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đó. Đây là cái chiếc xe đạp này. Xe đạp của bạn Thóc này. Đấy. Rất là chắc chắn luôn. Toàn bộ cái khung này nó đều là bằng sắt này. Rất là chắc chắn và rất là nặng luôn. Nó cái xe đạp này bán ở trên thị trường hiện tại đang có giá là khoảng tầm 700-800 nhá. Đấy, ông nội Thóc thì mua đã cho làm quà mùng 1 tháng 6 cho bạn Thóc nhà mình đây. Đây là quà mùng 1 tháng 6 của Thóc nhá. Bạn Thóc nhà mình là ông nội đã mua cho bạn Thóc một cái chiếc xe đạp như này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đấy, giỏ này cũng bằng sắt này. Được không? Rất là chắc chắn này. Tiếp theo đấy là cái gì ạ? Có gì ạ? Có chuông này, các bạn nhìn này. Đấy, có hẳn chuông này. Đấy. Đấy, tay cầm thì có một lớp cái su ở bên ngoài để cầm đây này, nó có cái lớp ma sát này để cầm cho chắc này, đấy đúng không, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đấy rồi thì yên êm này, đúng không? Yên rất là êm, yên mà có mút này, nút đệm này rất là êm này. Đó. Cái xe này thì cả người lớn mình cũng có thể trèo lên được nhá. Đấy, và bên dưới yên nó có ở bên dưới cái yên này này, các bạn nhìn ở đây nhá, đây nó có một cái chỗ để mà cho chúng ta điều chỉnh yên cao thấp ấy các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây này, đấy, cái chỗ này này, là cái chỗ mà để chúng ta điều chỉnh cái độ lên của yên xe nhá. Muốn lên hoặc là muốn cho cao lên hoặc muốn cho thấp đi được. Đây là cái mức thấp nhất của xe này. Đấy, bởi vì là Thóc nhà mình vẫn còn nhỏ ấy, nên là mình đã cho xuống cái thấp nhất. Đây, có nhãn hiệu của xe đây. Đây chính là như này. Đấy, mình nghĩ là cái xe này cũng mua ở bên Trung Quốc, nhập ở bên Trung Quốc về thôi. Ở Việt Nam, ở Trung Quốc thì chắc là khoảng tầm 300-400 nghìn tiền Trung Quốc, 300-400 nghìn tiền Việt mình. Xe bên này nó bán khoảng tầm 700-800. Đấy, đây này, các bạn nhìn đây này, sport bike này, xe thể thao, xe địa hình này, rất là chắc chắn, toàn bộ là làm bằng sắt hết đâu, rất là chắc chắn, rất là nặng các bạn nhé. Đây, nốp của nó bằng nốp thật luôn ạ. Này, nốp đây là nốp thật luôn này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nốp thật luôn nhá. Cũng có bơm hơi đúng không, cũng có bơm hơi này, cũng vá, nói chung là nó như một chiếc xe đạp thu nhỏ của mình. Nó không giống như cái loại xe ba bánh của trẻ con ngày xưa trước, mà xe đấy là chỉ có trẻ con mới đi được đấy. Xe này thậm chí người lớn chúng ta cũng đi được. Đây các bạn nhìn này, lốp là lốp thật luôn này, đúng không? Cũng có các lan hoa này, đấy, lan hoa rất là chắc chắn luôn này, đúng không? Cũng có van bơm hơi này, đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Này, van bơm hơi này, đúng không? Đó. Tiếp theo này, đường xích của nó này, các bạn nhìn này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, xích này, đấy. Đó. Các bạn thấy không? Đấy, xích này, đấy. Cũng có đầy đủ tất cả các loại luôn nhá. Đấy, khi mà mình bóc về, đây, má phanh cũng có đầy đủ cả phanh luôn này bạn ơi, má phanh của nó này, đấy. Đây là má phanh của xe nhá, đây các bạn nhìn thấy không? Má phanh này, đấy, tay bóp phanh như thật luôn, đây, tay phanh đây, đấy, tay phanh là bóp đây, đấy, các bạn nhìn thấy không, đấy, mình đang bóp đấy, nó đang giật đấy, đúng không ạ, đấy, đây là tay phanh, phanh đấy, có cả phanh trước này, phanh sau này, đúng không, đó, lốp này, rất là xịn đá luôn, xịn sò luôn nha các bạn nhé, đấy, mình quay xa ra cái xe máy, nó xe đạp này, rất là đẹp luôn. Đây là cái mức thấp nhất đúng không? Nó có thể cao hơn nữa, cái yên của nó có thể cao hơn nữa. Tuy nhiên thì Thóc nhà mình thì vẫn chưa ấy được. Thóc nhà mình thì vẫn chưa đạt được. Bạn vẫn chưa đến đạt vì bạn mới được hơn 2 tuổi chút thôi. Bạn hơn được hơn 2 tuổi nên là khoảng chắc là khoảng tầm một năm nữa, là hy vọng là một năm nữa bạn ấy có thể sử dụng cái món quà sinh nhật của ông nội tặng nữa. Rất là tuyệt vời bạn nhé. Đấy, là sau nó này, đằng sau này như một chiếc xe đạp địa hình luôn, đúng không? Rất là chắc chắn này. Đấy, đấy, nó vẫn còn những cái túi bóng này mà mình vẫn còn chưa bóc hết ra. Đây, những cái túi bóng này mình vẫn chưa bóc hết ra này. Đây, người ta cắt ra những cái túi bóng này nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Đây, phanh đằng sau của nó này, các bạn thấy không? Đấy, xanh phanh đằng sau này. Đấy. Đó. Đây là đằng sau nó cũng có lốp hơi lốp này, đây cũng có van này. Đúng không? Đấy, còn đây là lốp
hộp đằng sau này, đây cũng có những cái mà để cho nó ma sát ấy, bạn thấy không? Đó, đây nha. Turin cycle đấy. Đây cái bánh này thì nếu như mà chúng ta mà sau này các bạn ấy lớn thì các bạn không cần dùng cái hai cái bánh đằng sau này ấy, thì chúng ta có thể tháo cái bánh này ra. Đấy, nó có những cái ốc vít đây này các bạn nhìn này, có thể tháo ra và không cần sử dụng đến cái bánh đằng sau này. Đây cái bánh này, đây hai cái bánh đằng sau này cũng rất là chắc này, các bạn thấy không? Xe đạp này rất là xịn luôn. Mình thử ngồi lên cho bạn xem nhé. Này, ngồi lên này, không vấn đề gì luôn các bạn ạ. Ngồi lên thoải mái luôn, tuyệt vời luôn, thoải mái luôn, không có vấn đề gì luôn. Đấy các bạn thấy không, mình là khoảng tầm nặng đến tầm 50 cân này, 50 cân thì ngồi vẫn ok nhé, rất là ok này. Có giỏ đàng hoàng này, giỏ cũng rất là chắc chắn luôn các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn thấy không, cái giỏ của nó cũng rất là chắc chắn này. Đó, thấy không, rất là chắc chắn này, đựng đồ này. Đấy, phanh này, phanh đằng trước này. Đấy, phanh đằng sau này. Đấy, rồi thì chuông này, còi này. Toàn bộ cái chiếc xe này. Và đây là quà 11 tháng 6 đó, quà Tết thiếu nhi của bạn Thóc này. Đấy các bạn. Rất là đẹp luôn. Cái xe này có thể chịu trọng tải khoảng tầm 6-70 cân. Đúng không? Rất là đẹp luôn. Màu xanh, đấy, màu xanh đen, rất là hợp với những bạn nam đó, rất là những bạn nam đúng không? Đấy. Con gái cũng có một cái loại xe màu hồng cũng có, đấy, cũng có loại màu hồng màu sắc sặc sỡ hơn cho con gái cũng có đúng không? Đây là những bạn nam này, đây bạn nam thì dùng có thể màu xanh này, màu đen này, màu tối tối một chút thì nó thể thao, nó khỏe mạnh đúng không? Đó, các bạn thấy không ạ? Đó, đó, đấy đúng không? Clip của mình đến đây là kết thúc rồi nhé. Các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những clip lần sau của mình. Mình sẽ tiếp tục review với các bạn những cái món đồ chơi khác của bạn Thóc nhé. Chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.